Ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt kết quả rất khả quan trong 6 tháng đầu năm nay khi tăng trưởng trong lĩnh vực nông lâm thủy sản ước đạt 4%, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 10 năm qua. Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thương mại, tháo gỡ các rào cản thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng rau quả, thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giúp tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu đều tăng mạnh. Ba lĩnh vực có giá trị tăng trưởng cao nhất là thủy sản, lâm nghiệp và trồng trọt. Ngành chăn nuôi đã căn bản ổn định trở lại sau cuộc khủng hoảng giá lợn kéo dài từ năm ngoái. Một số sản phẩm chăn nuôi bước đầu đã xuất khẩu được sang những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 6 tháng đầu năm đạt 19,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.